mở rộng điều tra vụ án ở tại Thanh Xuân. Thì báo cáo các đồng chí thì cái vụ Nhật Nam là một cái vụ liên quan đến vụ cháy, thì công an thành phố cũng đã chính thức gửi lên trên cổng thông tin điện tử, cũng là cung cấp một số báo chí liên quan đến tình hình cái vụ này, và các đồng chí cũng đăng rất nhiều. Thế liên quan đến cái việc này thì các đồng chí muốn thì cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã ngày 13/9/2023, tức là trong cùng ngày, thì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cũng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy để phục vụ công tác điều tra. Thì cơ quan cảnh sát điều tra cũng đang phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành làm rõ vụ án, và đồng thời mở rộng diện xem là đối tượng Nghiêm Quang Minh này có đồng phạm liên quan đến vụ không, và liên quan đến nhóm của quản lý nhà nước thì có vi phạm hay không, và có đủ căn cứ để xử lý hình sự hay không. Theo quan điểm trên tinh thần là không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Và vụ án này thì chúng tôi cũng đã đăng ký để đưa vào bổ sung vào diện của thành ủy theo dõi và chỉ đạo về phòng chống tiêu cực và tham nhũng. Để kết quả mà chúng tôi mở rộng khi nào khởi tố bị can, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho báo chí.